Hello, chào mọi người. Thì hôm nay sáng mình với bà xã mình có đi siêu thị, không có quay cho mọi người xem. Thì hôm nay mình với thằng cháu mình thèm cá lóc nướng mọi người. Đó, thì trong đây con mua cá lóc nãy giờ mình động sáng giờ. Đó, trong siêu thị mình không có phải cá lóc đồng, cá lóc bông mình không biết nữa mọi người. Đó. Bây giờ thằng cháu mình bóc con cá này bỏ ra mình đi nướng nha mọi người. Đó. Mình cuốn rau này nọ. Đó. Cá bự luôn mọi người nè, chà bá luôn. Đó. Lóc đã không? Rồi bỏ vô thao đi. Bây giờ bỏ vô cái thao á. Giờ đổ nước bỏ đi, bỏ nước tưới cây luôn đi. Con cá bự mọi người, con cá không? Thì mọi người, con cá này mà mình giờ mình nướng nữa mọi người, than chắc hơi cao mình để qua một bên. Một tí mình nè. Bây giờ mình đợi cá chín đó mọi người. Mình đi làm mấy cái rau với muối ớt, mình chấm muối ớt với một muối ớt chanh. Bây giờ mình đi rau. Hello mọi người, thì hôm nay mình đi nhà mình thu hoạch cái gì ta khổ qua. Thì hôm nay là cũng thu hoạch được hai ba lần rồi mọi người. Thì hôm nay còn những trái mình thu hoạch để mai mốt mình cuốn cái dây khổ qua nữa mọi người. Đây. Đây khổ qua to thế. Hôm bữa là nhỏ em mình nó hái cũng cỡ mười mấy hai chục trái mọi người, có dây mọc mà. À, quay lại cái khâu vàng khổ qua cho mọi người coi. Mọi người có qua nó bò lên đây, không biết trên đây có trái không mọi người. Mọi người thấy không mọi người? Mình lôi nó ra coi có trái không, thấy không mọi người? Đây, có trái nè. Biết mọi người thấy không ta? Nó lên cục nóng nè. Có con trái hay sao? Mình quay hơi lắc mọi người thông cảm nha. Có con trái à? Cảnh Sài Gòn mọi người, quá đẹp cảnh Sài Gòn. Đây là khung cảnh sau nhà mình, còn nhà lầu kia không phải của mình. Đó. Mọi người thấy không? Cái này là mình thu. Có trái chân kìa. Ừ.
hết rồi mọi người, được mấy trái mọi người. Vậy khổ qua mình thu được lần này lần thứ ba rồi, cũng được nhiêu đây. Nhiêu đây thì cũng được chắc cũng được nấu được nồi canh cho mình mang ăn. Thì mình đi làm mình cũng mang cơm theo ăn nha mọi người. Cho nên không ăn cơm tiệm nữa. Đó mọi người. Thì tranh thời gian cái đợi chín rồi mọi người, đừng có mất hình tí nữa xem tụi cháu có ăn nha mọi người. Chín rồi mọi người, đây mình nướng thêm con cá chim nữa mọi người, đây chín là khét rồi, bây giờ mình bỏ lên cái lá này mới cắt cái lá muôn, giờ mình đập cái này ra mọi người, khét quá. Hấp dẫn quá, thơm quá mọi người. Cá này sáng mình mua nó còn sống luôn, màu tươi luôn nha mọi người. Tại mình đập cái này ra cho nó đẹp đẹp thôi mọi người. Tí nữa mình bỏ cái lớp này đi, sợ khét. Cái khung cảnh, cái không gian nhà mình nó hơi chật hẹp, mọi người xem mọi người thông cảm nha. Chào mọi người, thì ha mình nướng cá này khoảng chắc cỡ nửa tiếng rồi mọi người, giờ xong rồi mọi người, đó mọi người thấy ngon không, cá này mình mua trong siêu thị mọi người đó. Thì giờ mình cũng lần đầu tiên ăn cá này thôi mọi người, lần đầu tiên ăn kiểu này luôn, tại cá lóc uống đủ rau thứ loại rau mọi người đó. Giờ mình ăn xem luôn, mình thấy người ta ăn trên mạng này nó ăn siêu thị bán cũng rẻ, cá bự lắm mọi người, cái mâm dài hơn găng tay của mình, cuốn rau đủ loại rau vô, bóc con cá này còn nóng luôn mọi người. Đó, khói bốc lên thấy mọi người, đó quá đã, quá đã, thịt trắng tươi trắng phiếu, giống như mớ cành. Cá ngọt kìa, ngọt cái mình cuốn các loại rau thơm vô mọi người, thơm thơm ngọt, ăn thịt cá nó ngọt mọi người, ngon, chấm ớt cay cay chua chua mọi người, không được ngon. Ngọt
thôi mình để mình review con miếng thôi mọi người, cho thằng cháu, thằng cháu mình quay phim mình, nó vô nó qua nó ăn mọi người, nó chạy nó miếng rồi. Đây đi, ăn thử cái da này nghe không, thử da này không. Ừ, nó thơm á, da ngoài thơm á, còn miếng da. Tay cậu dài rồi. Chua. Da ngon không á cậu? Thử đi. Ngon, giòn giòn, thơm thơm, hơi khét khét. Ngon lắm mọi người. Cái da nó khét khét nhưng mà nó thơm ngon lắm. Mời cả nhà miếng nha. Nãy giờ mình quên mời mọi người ha. Sau ghi mọi người nha. Nè mời mọi người miếng nha. Ngon quá các bạn. Ngon quá mình quên mời mọi người. Dừng luôn. Này, mời mọi người nha. Nãy giờ mình quên mời mọi người thông cảm mọi người. Nó lấy nét à. Này, mọi người. Mời mọi người. Ngon lắm nha. Này bữa ngồi ngoài đồng ăn nó sướng. Có ngon. Lần đầu tiên ăn. Này năm nào về bà lão cũng mắc luôn. Chấm nhiều nhiều tí. Quá ngon. Mời ở nhà nha. Trời, nước đi nhiều 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 quá. À. Cái da nó khét khét, nó thơm thơm mà. Mình quốc hết. Quá đã. Ngon quá. Cuốn rau nhiều cũng thơm ngon luôn. Con này nãy còn mua 8 lạng. 8 lạng là nhiêu ký? Gần ký. Ngon. Thịt nó ngọt lắm. Nuôi trong siêu thị á. Cá là mắc hơn. Ký mấy chục ngàn. Cái lóc bông. À, thịt ngọt. Thịt nó trắng tinh luôn. Quá ngon, mới xuất ra nhà. À, cái đuôi. Rồi là miếng đuôi cả nhà. Còn bằng da, da khó đi một ai quá, nó sơn sơn. Vô luôn. Mở cả nhà miếng đuôi nha. Quá đã. Lần đầu tiên làm bây giờ là đầu tiên ăn này luôn mọi người, ngon. Cái này mà cảnh quê nữa mọi người, ngồi chỗ gốc dừa hay gốc cây ao rồi mọi người, ruộng lúa rồi đó. Trời. Mấy trắng. Con này chắc ăn 3 cũng con luôn. Dừa. Bé nè. Quá đã. Quá đã con mình, bà xã luôn. Mớt ngon cay chua. Đồ nó còn bốc khói luôn luôn. Muối kia nha. Ngon mặt nè. Ngon chai gấp cái muối vô không dính nữa. Quá ngon các bạn ơi. À. Quá đã luôn. Như cái đùa thịt nó bật. Thịt trắng tươi rồi cả nhà. Nghe không? Đó, trắng tinh luôn. Còn có khói luôn. Ngon. Ngon. Hay là đói quá ăn ngon. Quá sao đã, chắc vậy.
quá cua, ngon quá, quá ngon luôn chứ. Hay là đói mình ăn ngon rồi. Ủa như vậy sáng giờ cậu chưa ăn sáng luôn, giờ mấy giờ? Hai mấy trưa. Lật lại. Lấy xương ra. Thôi cũng lật lại đi. Ừ. Thôi để luôn đó. Trời ông cha cầm đũa kỹ luôn. Giống ấy quá. Giống chùm chúa vậy. Quá. Quá cha đã hát cho này. Ủa cha. Một ớt cay chua nữa nha cậu. Cái chua nó cay nó thơm. Cá thịt cá nó ngọt luôn mọi người. Nó ăn sướng lắm. Thì mọi người cũng xem nó thông cảm cho mình. Tại vì ở thành phố mà không gian thì nó không bằng với quê. Cảnh nó cũng không đẹp bằng với quê mọi người. Cho nên mọi người xem cũng thông cảm cho mình nha. Quá ngon. Ớt cũng cay đúng không? Mời mọi người nha. Không bể mưa ớt cay quá mọi người. Dừng cái xuống. Dừng. Ăn cái này phải có cái này mọi người. Ăn nó mới ngon. Chưa. À, mà cái nhà nha. Ở nhà uống nước. Ồ, đã quá. Thành công. Mời mọi người. Quá ngon luôn. Nãy giờ con gái mình nó quay phim mọi người. Mời mọi người. Uống như mình miếng ngọt. Ăn này uống nước ngọt ngon. Cho nó dễ tiêu ăn cho nhiều người. À, thôi. Nãy giờ ăn cũng gần hết mọi người. Clip của cậu gia đình cậu cháu mình đến đây kết thúc rồi. Mọi người xem hay nhớ cho mình một like, một chia sẻ, mọi người nhớ bấm cái chuông đăng ký nha mọi người để nhận video tiếp theo mọi người. Bye bye mọi người.